时势在变动，我们情感多变幻，我们也许成分是注定，我们凭着理想。Tần Minh đã dẫn quân tới tấn công Lương Sơn chúng ta hả? Lương Sơn thủ dễ tấn công khó. Triều đình ra quân khơi khơi như vậy, chắc chắn là còn có mục đích gì. Các anh khỏi cần suy đoán nữa. Mục tiêu của tụi nó là tôi. Hả? Lúc Tần Minh dẫn tôi lên Đại Minh Phủ gặp mấy anh cứu tôi, vì chức trách nó nhất định phải bắt tôi về. Lưu Quỳnh, anh đưa tôi xuống núi để mới gặp Tần Minh đi. Đúng đây kìa, làm vậy là tự sa vào lưới thôi. Họ chỉ muốn bắt tôi thôi. Nếu tôi ra đầu thú, vậy sẽ tránh được cảnh Lương Sơn đánh với quân lính. Tống huynh đệ, tôi biết anh không muốn liên lụy ai hết, nhưng mà chuyện của anh tức là chuyện chúng tôi. Anh em Lương Sơn chúng tôi không bao giờ khoanh tay đứng nhìn đâu. Nếu mà vì cứu tôi có thể xảy ra chết chóc, tôi cảm thấy khó chịu. Tống huynh đệ, nếu mà anh có chuyện gì, chúng tôi cũng cảm thấy khó chịu ghê lắm. Không sai, tới đâu thì tới. Tống huynh đệ chúng tôi không bao giờ sợ lính quan phủ mà để cho anh ra đầu thú đâu. Triệu đại ca, Tống huynh đệ, anh yên tâm đi. Tôi có một cách hay, không cần phải chảy máu đó. Nhưng mà thủ đoạn thì hơi độc ác. Quân sư, có cách gì không hả? Triệu đại ca, Lý Quỳ dẫn một số anh em xuống núi đó. Chết rồi, nó nóng tính ghê lắm. Chắc là nó xuống núi đánh Tần Minh. Tần Minh, ngon thì ra đọa sức với ta. Ngươi là cái tên nhát, bộ ngươi sợ Nam Lương Sơn đó hả? Hả? Ra đi. Tưởng đâu người là ta sợ hả? Giết sạch tụi nó đi. Chạy. Tụi bay toàn là thứ nhát thôi. Yeah. Tụi bay thả tao xuống đi. Cho tao xuống đâu nữa? Trèo tao lên đâu phải là anh hùng hả? Cho tao xuống đi. Làm vậy đâu phải là anh hùng. Tụi bay đó nghe không? Đồ cái thứ nhát gan. Ngon thì cho tao xuống đi. Tần Minh, ngươi là tên nhát gan. Ngon thì cho tao xuống đi. Chạy. Lý huynh đệ thật là lỗ mãng. Quân sư, anh nói có cách hay đó mà. Đã không kịp nữa rồi. Bây giờ chỉ có cách là chúng ta dẫn theo các anh em xuống núi chọi thẳng với tụi lính quan. Cách làm của quân sư tôi đồng ý. À nè, tại sao còn chưa thấy Tống huynh đệ hả? Ê Lưu Đường, có thấy Tống huynh đệ không? Tôi được kiếm hết rồi nhưng mà không thấy. Tôi vô phòng kiếm ảnh, thấy trên bàn có lá thơ, trên thơ viết là giao cho anh. Trong thơ viết cái gì? Khỏi cần phải hỏi nữa. Chắc là Tống huynh đệ vì chúng ta mà xuống núi kiếm Tần Minh chứ gì. Tần tướng quân, tướng quân muốn bắt tôi thôi, không có liên can tới Lý Quỳ. Xin tướng quân hãy khoan hồng thả anh đi. Tướng quân, anh quả nhiên là hảo hán. Tôi có thể thả Lý Quỳ, nhưng mà Tần Mỗ bắt anh về là chịu trách nhiệm, xin anh tha lỗi. Tôi biết mà, tôi cũng làm việc cho quan phủ, tôi hiểu hoàn cảnh của anh ghê lắm.
Nếu chúng ta không phải là đối địch, chắc chắn chúng ta sẽ là bạn thân và là tri kỷ. Cho dù chúng ta là kẻ địch, vẫn có thể làm bạn gì. Thằng tướng quân, hãy cầm tôi lại đi. Được. Thằng tướng quân, nếu tướng quân coi tôi là bạn thì tôi có một thỉnh cầu. Xin mời. Bây giờ Tống Mỗ đã đầu thủ, xin thằng tướng quân hãy rút khỏi Lương Sơn, về trình với Đại Minh. Đánh giặc rất là nguy hiểm, nếu mà hai bên đánh nhau chắc chắn có chết chóc. Tránh được thì nên tránh. Về việc rút quân tôi không thể quyết định, nhưng tôi hứa với anh tạm thời không ra quân. Thả Lý Quy đi. Dạ. Triều đại ca, đừng có tính gì nữa hết, kéo hết tất cả anh em xuống nước cứu Tống đại ca đi. Hey, Lý đại ca, anh chỉ được cái miệng thôi, anh mới được thằng Minh thả về đòi xuống núi nữa hả? Anh đánh lại nó không? Dù đánh không lại còn phải đánh nữa, đừng có chần chờ, phải cứu Tống đại ca. Hay à, anh thiệt à, Lý Quỳ, đừng nóng nảy, Ngô quân sư sẽ có cách mà. Ngô quân sư, nghĩ ra cách chưa? Làm ơn cho tôi biết đi. Hey, thôi anh im đi, tại vì anh thiếu suy nghĩ nên bị người ta bắt lại thôi. Nếu không chúng tôi đã dùng kế của quân sư, Tống đại ca đâu còn bị bắt chứ. Bây giờ vẫn chưa có muộn đâu. Nguyễn Thị Tam Hùng. Dạ. Bây giờ ba anh hãy lập tức xuống núi tới nhà của Tần Minh bảo vệ người nhà của hắn đi. Dạ. Công Tôn Quỳnh, anh là con người cẩn thận hơn. Tối nay anh hãy lẻn vô nhà của tên cẩu quan họ Tiền đi, làm đúng theo kế hoạch. Dạ. Ê khoan, lại nhà của tên cẩu quan đó làm cái gì? Theo như tôi biết thì Tiền cẩu quan và Tần Minh vì chuyện của Tống huynh đệ mà đã có xích mích với nhau. Bây giờ chúng ta ở giữa quạt lửa, để mà tụi nó cấu xé lẫn nhau, như vậy sẽ có lợi cho chúng ta. Hay, tôi cũng đi. Nè, nếu anh nóng nảy như vậy chỉ làm hư chuyện thôi đó. Tôi không còn biết. Nếu mấy người không cho tôi đi, một mình tôi đi kiếm Tần Minh. Triều đại ca, làm ơn cho tôi đi cứu Tống đại ca đi. Triều huynh, cho anh đi cũng được, tại vì thân hình của anh giống lắm. Hả? Thiệt là bực mình. Xin hỏi cái chuyện gì? Không biết Tần Minh nó làm cái gì, nó gỡ thơ về nói là rút quân đó. Đại nhân, Tần Minh chống chọi với đại nhân lâu rồi, bây giờ nó bắt được Tống gia, chắc chắn nó sẽ lên trình với Trung thư đại nhân để lãnh công lao. Cái này đương nhiên, nó coi ta là gai trong mắt mà, nó nói ta là trở ngại thăng quan phát tài mà. Ở Tần Minh kìa. Chạy. Ê, đừng đuổi theo. Ngài Di Đà Phật. Tiền đại nhân, có sao không? Đã chạy hết rồi đại nhân à. À, hồi nãy có tên dùng cây có răng đó mà, chắc là Tần Minh. Tần Minh? Chắc chắn là nó. Võ công cao như vậy và sử dụng cây có răng đâu có ai đâu chứ. Hồi nãy mà người đánh với nó, người thấy được cái gì? Thấy thân hình và cách đánh của nó cũng có phần giống giống đó. Đúng rồi đó, ta đã biết trước là nó có ý định làm phản mà. Không ngờ nó đã định giết ta nữa. Tặc siêu. Dạ. Đi lấy đầu người của Tần Minh về cho ta, đồng thời giải Tống Giang tới cho ta. Dạ đại nhân. Tần tướng quân đã chờ 3 ngày rồi, chừng nào mới rút quân đi? Phải đợi Tiền đại nhân trả lời. Nếu bây giờ tự động rút quân, sợ triều đình sẽ trách tội chúng ta. Nhưng mà nếu Tiền đại nhân không chịu? Tôi cũng không biết, nhưng mà tôi đã hứa với Tống Giang, nếu mà triều đình trách tội tôi, tôi sẽ không làm quan nữa. Phản tặc Trần Minh, mau xua tay chịu trói. Tặc Tống Xoay, các ngươi làm gì vậy? Ngươi làm chuyện nghịch ngợm, hành thích Tiền đại nhân. Ta nhận lệnh tới đây thâu binh quyền, đồng thời bắt ngươi về kết án. Tôi làm gì chứ? Tiền đại nhân chính mắt của ổng thấy ngươi dùng cây có răng hành thích ổng. Tôi không có rời khỏi trại, làm sao hành thích ổng? À, tôi biết rồi. Chắc là ổng thấy tôi bắt được Tống Giang cho nên muốn giành công lao của tôi. Ta thông lệnh, xin ông đừng nghe ông nói, ông ta hại tôi đó. Nói nhiều vô ích.
Tô Phương. Thưa cậu. Tô Phương. Tô Phương. Con. Tô Phương. Tô Phương. Tô Phương. Tô Phương. Tô Phương. Tô Phương. Anh vô dụng, không thể bảo vệ cho em. Tiền cửu quang. Vì chuyện của tôi mà làm các anh em phải mạo hiểm, lương tâm của tôi thấy bất yên ghê lắm. Ê Tống huynh đệ, chúng ta đều là huynh đệ rồi mà, tại sao còn nói vậy chứ? Đúng rồi đó, phải giết luôn tên cửu quang đó. Đúng vậy. Tiền cửu quang chết là vừa, nhưng mà tầng huynh đệ vì cứu tôi làm anh bị liên lụy, tôi cảm thấy khó chịu ghê lắm. Vì chúng tôi muốn tránh anh em Lương Sơn phải đánh với quan phủ mới dùng kế sách này mà thôi. Nhưng mà triều đình chắc chắn không có tha cho tầng Minh đâu. Vì tôi rằng kế sách này thì hơi ác, nhưng mà Tống huynh đệ yên tâm đi, tôi đã cho Nguyễn Thị Tam Hồng đi bảo vệ người nhà của tầng Minh rồi. Còn bên tầng Minh, võ công của hắn rất là cao cường, không có sao đâu. Ê bạn về tới đó. Thế nào? Ê Tống đại ca, anh trở về rồi hả? Người nhà của tầng Minh ra sao hả? Tống đại ca, chuyện là gì? Chúng tôi bảo vệ họ tới chỗ khu rừng, nhưng mà không ngờ có nhiều quân lính đuổi theo, chúng tôi đã kêu họ chạy trước. Nhưng mà đến lúc chúng tôi quay trở lại thì không thấy họ đâu hết. Chết rồi, không lẽ bị quân lính bắt đi rồi? Tống đại ca, Trương đại ca, tại vì chúng tôi vô dụng, phản chúng tôi đi. Thôi đi, đâu có ai muốn vậy chứ. Không chừng là họ đi đường khác, cho nên thất lạc thôi. Triệu Quỳnh, vì chúng ta đừng có chần chờ nữa, hãy lập tức xuống núi tiếp tay nha. Được, chuyện này cũng là tại tôi, để tôi đi. Tống đại ca, tôi theo anh. Đi. Các người chết thảm lắm. Tôi xin thề, nhất định sẽ trả thù cho các người. Tôi thề chém tên Tiền Cẩu Quan ra thành trăm khúc. Tạng Minh, ngươi còn chạy đi đâu nữa hả? Tốt, các ngươi có phần giết hại vợ con của ta, bây giờ để ta trả thù cho họ. Ngươi phản bội triều đình, chết là vừa. Tổng giang, Tần huynh đệ có sao không vậy? Đánh ra. Ta tưởng Tống Giang ngươi là anh hùng hảo hán, thì ra ngươi là tên lật lộng. Ngươi giả bộ đầu thú, làm ta thả Lý Quy và rút quân, thật ra chỉ là kế quản binh của ngươi. Tổng đại ca, nó không tin thì thôi, cần gì phải giải thích cho nó.
Tống Giang, mối thù này ta nhất định phải trả. Tần huynh đệ, Tống đại ca, giờ nó đang nóng giận, giải thích cũng vô dụng thôi. Tần huynh đệ, anh đang bị thương nặng lắm đó. Đừng nói thôi nữa, muốn giết ta thì giết đi. Xin đừng có hiểu lầm, chúng tôi tới giúp anh nữa. Bây giờ anh đang bị quân lính truy nã và anh đã bị thương, hay là tham gia Lương Sơn nha. Chúng ta hãy góp sức nhau để làm đại sự. Các ngươi lập ta nhà ta khổ nát, còn muốn ta đi theo các ngươi nữa hả? Hả? Đúng vậy. Chuyện đã xảy ra như bây giờ rồi, như vậy chúng tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nhưng mà triều đình bây giờ thối nát, gian thần nắm quyền. Tần huynh, anh là hảo hán mà, tại sao làm gì cho bọn gian thần? Ê, Tần huynh. Tần huynh, anh hãy tham gia Lương Sơn, mình làm việc chính nghĩa thôi. Phải đó. Ta là người đại tống, chính là ma của đại tống, muốn ta làm thảo khấu cùng bọn tụi bây giờ, đừng có mơ tưởng. Sở dĩ Tần huynh ta bị như vậy, hoàn toàn là do bọn thảo khấu tụi bây. Để ta chết sống với tụi bây. Tần huynh đệ, Tần huynh, Tần đại ca, anh tỉnh rồi hả? Ngọc Ly cô nương, đây là chỗ nào vậy? Tại sao tôi ở đây? Đây là một làng nhỏ, tại vì tôi đi qua bờ sông thấy anh bị ngất xỉu ở đó, cho nên mới cứu anh về đây. Cảm ơn Ngọc Liên cô nương. Tại sao cô ở đây vậy? Thì là tốt, đã tỉnh lên rồi hả? Số của anh thì là tốt đó, gặp Ngọc Liên cô nương cứu anh. Ngọc Liên cô nương là quê đà tái thế đó, bệnh xỉn của tôi cổ chữa dứt cần lường. Ơ, cứu mạng của Ngọc Liên cô nương Tần Minh không bao giờ quên. Đừng có sao. Ơi, chuyện đời khó nói lắm. Cách đây mấy ngày thôi tôi cứu được Ngọc Liên cô nương ở bãi biển, giờ tới phiên cổ cứu anh. Ngọc Liên cô nương, tại sao cô té xuống biển vậy? Cũng tại Trương Văn Diễn, hắn chẳng nhận giết bạn của tôi là Ngưu Nhị, còn ép tôi phải nhảy xuống vực sâu nữa. Cũng may là tôi không chết. Chú hai này đã cứu tôi về đây. Cũng là nó. Cô yên tâm, tôi sẽ trả thù cho cô. Anh à, tôi thấy vết thương của anh là vết thương đao kiếm mà. Tôi và cô đều bị kẻ gian hãm hại. Ê, vết thương của anh còn đau lắm, anh nằm nghỉ đi. Nằm xuống. Cảm ơn cô. Nếu có chuyện gì mai mốt mới nói đi nha. Hey, Tiểu đại ca, anh phải lo cho sức khỏe. Tần Minh nó té xuống dưới vực sâu rồi, đâu phải là tại anh, cần gì phải bộ vậy? Đúng vậy, tại vì tôi thấy tướng của hắn không phải là chết sớm đâu, biết đâu hắn được tay qua nạn khỏi. Tuy là nói vậy, nhưng mà tôi thấy không yên bụng chút nào. Rủi như hắn có chuyện gì, chẳng khác nào chúng ta là hung thủ hại chết hắn. Nếu mà có trách thì trách tôi đi nè. Tôi không có giết bá nhân, mà bá nhân lại chết vì tôi. Tôi cảm thấy có lỗi với anh quá. Đại ca, anh đừng có nói vậy. Nếu muốn trách là trách ba anh em chúng tôi vô dụng. Đúng vậy, dù khó khăn cách mấy chúng tôi cũng phải tìm Tần Minh về. Vậy chúng ta đi ra chỗ bãi biển coi nha, cho dù phải lặn xuống biển cũng phải kiếm ra ảnh. Vậy mấy anh cẩn thận nha. Dạ. Thì đại ca yên tâm đi, khi nào có tin sẽ cho bộ câu đưa thơ về. Các huynh à, chúng ta đi. Đại ca không phải hạng người như vậy. Lúc trước tôi cũng bị hắn giả nhân giả nghĩa lừa gạt tôi, sau này tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.
Không đâu, chắc là có sự hiểu lầm nhau. Tôi quen với Tống Đại Ca lâu rồi, tôi hiểu rõ con người của anh. Ngọc Liên cô nương, ở ngoài đời có nhiều người lòng dạ lang xoáy, tại chúng ta không biết thôi. Thấy cô rất hiền, dễ bị người ta lường gạt. Nhưng ở lâu mới biết lòng người, mai mốt thì cô sẽ biết. Tôi biết là anh quan tâm cho tôi, nhưng mà tôi tin chắc là tôi quan sát không lầm. Tần Đại Ca, anh nói ở lâu sẽ biết lòng người đó mà, đúng không? Cô tin tôi. Tôi biết cô thích Tống Giang, nhưng mà tôi nói thật, Tống Giang không phải là người tốt, nhất định phải đề phòng nó. Tôi không muốn cô bị lừa gạt rồi mới hối hận. Tại vì anh có thành kiến với ảnh, tôi cũng không biết nói sao nữa. Tần Đại Ca, anh mới vừa thay thuốc xong, phải dưỡng thương nhiều một chút. Tôi không biết cảm ơn cô bằng cách nào, vì cô đã cứu mạng tôi và đã điều trị tôi. Đừng có sao. Con ở đâu, con ở đâu? Bây giờ cha bắt con đây nè. Đừng có trốn nha. Thế nào cha cũng bắt được con đó. Trốn đâu hả? Anh thiệt là đã mấy chục tuổi rồi mà còn dưỡng chung với đứa con nữa. Giỡn cho vui thôi. Tần Đại Ca, Tần Đại Ca, anh không sao chứ? À, không có gì. À, con của chú Hai dễ thương quá. Anh có tâm sự à? Làm lại từ đầu thôi, đúng không? Đúng vậy, có lẽ cô nói đúng. Đàn ông con trai không nên nhớ tới những chuyện đã qua làm cho mình buồn. Nếu như vậy, mình sống sẽ không được vui vẻ. Ngọc Liên cô nương, không những cô chữa thương cho tôi, còn chữa luôn trái tim. Chú Hai, tôi làm phiền chú đã lâu rồi, thành thật xin lỗi. Tôi mượn ly rượu này kính chú một ly. Đâu đâu có gì, uống nha. Tôi là người hiếu khách mà. Từ ngày anh và cô Ngọc Liên tới đây sống, tôi thấy vui vẻ lắm. Còn hơn là gia đình của tôi chỉ có ba người thôi, ít có nói chuyện lắm. Đâu có, nói thiệt tôi rất hâm mộ gia đình của chú, sống đầm ấm và hạnh phúc lắm. Vậy chứ anh cần gì phải hâm mộ, anh cũng có thể làm mà. Tôi không bao giờ coi sót đâu. Thấy anh và cô Ngọc Liên xứng đôi lắm. Để tôi làm mai cho hai người nha. Chú Hai à, đừng có hiểu lầm, tôi và Ngọc Liên không có gì. Không có gì hả? Dạ không. Anh đừng có giấu tôi đó, tôi coi là tôi biết liền à. Anh đối xử với cô Liên rất là khác. Nè, lúc mà cổ nói chuyện đó, anh chăm chú nhìn cổ. Cổ đi qua đông thì anh nhìn theo hướng đông. Lúc mà vắng mặt của cổ, thấy anh đi đứng cũng không được yên nữa. À, vậy mà anh cũng còn chối nữa. Làng trai chúng tôi lâu lắm không có chuyện vui vẻ gì hết. Nếu mà hai người tình ý tương đồng, vậy thì mau mau làm cưới đi. Hả? À, để cho tôi kiếm được một bao lì xì ông Mai chứ. Hả? À? Có lẽ tôi thích cổ.
Nhưng mà vô dụng, trong lòng cậu đã có một người. Tống Giang, người bị dỗ vô liêm sĩ. Cô ta hiền lành vậy mà bị ngươi lợi dụng. Tam huynh đệ à, vết thương của anh mới khỏi, anh đừng uống nhiều mà. Chú Hai, chuyện gì vậy? Vô đây, vô đây qua đi. Tôi cũng không biết nữa. Hồi nãy anh ngồi uống rượu với tôi đây nè. Ngủ say á, rồi anh leo lên đó ngồi luôn. Tần đại ca, anh xuống đây đi. Ngọc Liên cô nương hả? Khỏi lo cho tôi. Sao anh uống say quá vậy? Anh ngồi trên đó nguy hiểm lắm, xuống đây đi. Tôi không cần. Tôi không cần cô quan tâm tôi. Cô ra đi. Đi đi. Anh nói cái gì chứ? Xuống đây rồi mới nói. Tôi biết, đây chỉ là ý của tôi thôi. Cô đâu có thích chứ. Tôi biết tôi làm vậy là bậy. Cô Ngọc Liên à, tại tôi nhiều chuyện đó, đầu đuôi tôi không biết gì hết á. Tam huynh đệ à, chuyện gì cũng vậy, xuống đây rồi nói đi. Anh làm như vậy cô Ngọc Liên sợ anh đó. Anh xuống đây đi nghe không? Hả? Được, để tôi xuống nói rõ chuyện này. Tần đại ca, cẩn thận nha. Ngọc Liên cô nương, có chuyện này tôi muốn nói với cô từ lâu rồi. Trong số những người tôi quen, cô là người tốt nhất. Kể cả vợ tôi cũng không bằng cô nữa. Tần đại ca, anh uống sai rồi. Tôi không sai. Tôi không sai. Tôi tốt với phu nhân của tôi lắm, quan tâm tới bà nữa. Nhưng mà giữa tôi với bà không có tình cảm gì cả. Tại vì chúng tôi chỉ có hứa hôn thôi. Bây giờ tôi bị triều đình truy nã, không còn bạn bè gì nữa. Ngọc Liên cô nương, bây giờ chỉ có cô là người quan tâm và hiểu tôi nhất. Bây giờ tôi không muốn gì, chỉ muốn cô hiểu cho tôi. Tống Giang không phải là người tốt đâu. Tần đại ca, Nghe tôi nói đi. Đừng tin nó. Tần đại ca. Tần đại ca. Đừng tin nó. Tỉnh rồi hả? Uống rượu nhiều đương nhiên là thấy nhức đầu rồi. Uống chén thuốc giải rượu đi. Cảm ơn chú Hai. Đừng khách sáo. Tối hôm qua tôi uống nhiều lắm hả? Hey, còn nữa, anh nói rất là nhiều nữa đó. Ây à, thiệt là sợ ý. Tại sao tôi nói vậy? Cái này khó nói lắm. Uống say rồi cũng còn tỉnh một phần. Nhưng mà có cái không nên nói ra anh cũng nói ra luôn. Nói sao người ta cũng là con gái mà, làm vậy người ta khó chấp nhận lắm. Ngọc Liên có nói gì không vậy? Anh còn hỏi nữa. Anh vừa ói vừa la ôm sồm. Cô săn sóc anh cả đêm đó. Sáng sớm lại nấu thuốc giải rượu cho anh nữa. Không được, để tôi đi xin lỗi với cậu. Thôi muộn rồi. Sáng sớm mà cô đã từ giã với tôi. Cô khuyên anh là bảo trọng. Cô rất là tốt. Nhưng mà đi mất rồi. Ngọc Liên cô nương. Nè, Tần Tứ Quân à. Ngọc Liên cô nương. Ngọc Liên cô nương. Ngọc Liên cô nương. Ê Ngọc Liên cô nương à, mua thuốc chữa thương hả? Dạ không, tôi muốn hỏi ông làm sao để đi lên Lương Sơn. À, đây, dọc theo con đường này đi thẳng hướng đông. Nhưng mà con đường nó khó đi lắm. Cô là con gái, đi một mình rất là nguy hiểm đó nhờ. Tôi không sợ khó khăn đâu. Cảm ơn ông. Chào cô. Ngọc Liên cô nương đi rồi, làng chúng ta lại mất một đại phu giỏi. Cổ quả là một người tốt, y thuật cũng cao. Luôn cả bệnh phong thấp lâu năm của tôi, cổ coi mấy lần là hết luôn. Ông chủ à,
Xin hỏi ông chủ, nữ đại phu mà ông chủ vừa nhắc đó có phải độ chừng hai mấy tuổi không hả? Phải. Ở trên tóc cổ có bông sen phải không? Anh quen với cô ta hả? Là Ngọc Liên cô nương. Dạ phải, tôi là bạn của cổ. Xin hỏi có biết cổ bây giờ ở đâu không? Ờ, cổ nói là đi Lương Sơn Bạc. Ờ, mới đi qua hướng đó thôi. À, cảm ơn ông chủ. Cô Ngọc Liên, cô Ngọc Liên. Tiểu Thất. Phải, cũng may theo kịp. Tiểu Thất à, sao anh ở đây vậy? À, tại vì triều đại ca lo cho sự an toàn của Tần Minh, cho nên biểu tôi xuống kiếm ảnh. Tôi cứ gặp qua Tần đại ca, bây giờ anh không sao đâu. Cô có thấy anh hả? Phải, anh bị thương và té xuống biển, tôi đã cứu được anh. Vậy là anh không sao rồi, vậy triều đại ca có thể an tâm. Hồi này cô Ngọc Liên à, cô không phải lên trại Thanh Phong sao? Tiểu Thất à, tôi nghe Tần đại ca nói là Tống đại ca đã bỏ lên Lương Sơn rồi, có thiệt không? Thiệt. Vậy anh đưa tôi lên gặp ảnh nha. Hả? Được, tôi dẫn cô đi gặp ảnh. Được, bây giờ đi. Tiểu Thất, đi mau lên đi, trời sắp tối rồi, nếu không lại mất thêm một ngày nữa. Cô Ngọc Liên à, bữa nay có hội chợ đó, chúng ta đi coi nha. Tôi đâu muốn mua gì, tiếp tục đi đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Ê Tiểu Thất à, hả? Chúng ta nên đi theo hướng đông phải không? À, đi hướng bên kia. Phải đó, đi đường đó khỏi cần lên núi, xuống núi sẽ mau hơn. Vậy được, có anh dẫn đường, không lẽ tôi không tin anh sao? Nè, ngồi đây đi. Xin mời khách quan. Cảm ơn, châm nước đi. Chúng ta ăn đồ nha. Đi mấy ngày rồi sao chưa tới vậy? Tiêu Thất à. Hả? Còn phải đi bao lâu nữa mới tới Lương Sơn? Sắp tới rồi. Tại vì đường đi xa, đi thêm mấy ngày nữa sẽ tới. Nè, ở bên kia có bánh hấp kìa. Đi hồi nãy giờ chắc cũng đói, tôi lựa cái ngon cho cô ăn nha. Anh Tiểu Nhị à. Xin hỏi chuyện gì vậy? Anh à, xin hỏi con đường đi lên Lương Sơn Bạc là đường nào? Lương Sơn Bạc hả? Nếu mà đi con đường này á, khoảng 5-6 ngày là tới. Đường này? Dạ phải. Chúng tôi đi từ đường này tới mà. Đâu phải, Lương Sơn Bạc hướng đông mà. Cô cần đi càng xa đó. Bánh này mới hấp đó, cô ăn đi. Chuyện gì vậy? Không có gì. Vô đây. Chỗ này cũng được quá hả? Tối nay chúng ta ở đây một đêm, tôi dọn sạch sẽ cho cô nghỉ nha. Tiêu Thất à. Hả? Tôi đi ra lượm cành cây gì chùm lửa. Khỏi cần, mấy cái chuyện đó để tôi làm cho. Hả? Cô hãy ngồi nghỉ đi. Tiêu Thất à. Hả? Ở trước cửa đã có rồi, không cần phải đi xa. Để tôi đi. Vậy hả? Vậy tôi dọn dẹp nha. Quan Thế Âm à, xin đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi thật tình không muốn đâu. Tôi thật không muốn làm vậy đâu. Tôi biết tôi khờ dại lắm, tôi làm vậy là không phải. Nhưng mà thật sự tôi không thể kiềm chế được. Hơn nữa tôi biết cô Ngọc Liên chỉ thương Tống đại ca thôi. Tôi không nên mơ tưởng hảo quyền. Nhưng mà tôi không sao kiềm chế được. Tôi biết tôi ích kỷ, cho nên đã dẫn cô đi con đường quanh co.
Nhưng mà nếu như cậu lên Lương Sơn gặp lại Tống đại ca thì chúng tôi sẽ không còn dịp để hai người đi chung nữa. Quan Thế Âm à, tôi phải làm sao đi? Cô Ngọc Liên, cô đã nghe hết rồi hả? Thật ra tôi giận anh lắm. Hồi nãy tôi định là bỏ đi không nói, một mình lên Lương Sơn. Nhưng mà suy nghĩ lại cũng không thể trách anh được. Tiểu Thất, ý tốt của anh đối với tôi đương nhiên là biết. Nhưng mà có nhiều cái không thể miễn cưỡng được đâu, nhất là chuyện tình cảm. Anh biết không, đáng lẽ tôi định quay trở về muốn nói rõ với anh. Bây giờ không cần nữa. Tiểu Thất, chúng ta là bạn thân mà, chúng ta lúc nào cũng là bạn thân hết, phải không? Chúng ta lúc nào cũng là bạn thân. Tiểu Thất, anh hiểu như vậy rất là tốt. Cô hãy nghỉ sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Dinh đại ca à, anh hãy nghỉ ngơi một lát đi, anh ra nhiều mồ hôi lắm đó. Sao mà tập hoài vẫn chưa được? Anh không cần phải gấp, anh tập cái kiểu này có hại cho sức khỏe của anh đó. Anh ở Nhị Long Sơn đã quá lâu rồi, không thể chờ được nữa. Chứ Phi Long Tại Thiên này cầm đao chém lên trời, chưa hết thế phải rút về, chắc chắn còn có chiêu nào nữa. Không thể nào không có. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, anh cần gì phải gấp như vậy? Sở Nhi, anh có chuyện muốn hỏi em. Em trả lời thật lòng nha. Chuyện gì? Em có giấu anh chiêu nào không vậy? Những cái gì ở trong đao phổ em đã nói ra hết rồi. Em thật không giấu anh. Vậy là anh không tin em. Chắc em nghĩ là anh chưa tập được đao pháp sẽ không rời Nhị Long Sơn à? Anh thật nghĩ em như vậy? Được, anh đi theo em. Dương đại ca, đạo phổ đây nè, anh tự mình đọc đi. Mỗi một chiêu ở trong này em cũng không bỏ sót. Giờ tin em chưa? Xin lỗi nha, anh thiệt là đã nghi. Em biết, anh muốn tập được đạo pháp thôi mà. Dương đại ca, nếu như Dương gia đạo pháp lợi hại như vậy, theo em nghĩ không phải tập dài 3 ngày được đâu. Dương gia đạo pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Đạo pháp không hoàn chỉnh, chắc chắn có gì. Sao anh đứng cỡ đây vậy? Ăn đi anh, bánh quế em làm đó, ăn đi anh. Có ngon không? Nhưng mà anh đừng có cười người ta nha, em làm lần đầu đó, không biết có ngon không. Ngon chứ. Thiệt hả? Ừ. Mai mốt em làm thêm cho anh ăn nha. Dương Chí. Cha. À, đang trả chủ. Dương Chí, ta có chuyện muốn hỏi người. Dương gia đạo pháp người tập tới đâu rồi? Cha à, cha cần gì lớn tiếng vậy chứ? Con đã dạy hết cho Dương đại ca rồi. Cái gì? Người ta chưa cưới con mà con đã dạy hết cho người ta rồi à? Rủ người ta tập được, người ta bỏ con thì sao? Cái gì chứ? Nếu như anh muốn đi thì con cũng không muốn giữ anh lại đâu.
Dương Chí, chừng nào ngươi mới chịu cưới gái của ta đây? Dương Chí, ngươi nên nhớ là ngươi đã nói sao ở cái miếu tổ Dương gia đó nghe hả? Nếu mà ngươi đã thừa nhận Sở Nhi là vợ của ngươi, tại sao tới giờ ngươi cũng chưa chịu cưới nó vậy? Cha à, cha đừng ghép Dương đại ca mà. Đặng trại chủ, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, Dương Chí tôi không phải là người nuốt lời. Nhưng mà một là đạo pháp tôi chưa tập được, thứ hai tôi còn có tội. Tôi không muốn Sở Nhi phải gả cho một tên tội phạm phải trốn đây trốn đó. Chờ khi tôi rửa tội xong xuôi không còn bị du oan, tôi hứa là sẽ dùng kiệu hoa cưới Sở Nhi về một cách đàng hoàng. Được rồi, tạm thời thì ta tin người nói. Nếu mà ngươi đổi ý, ta cũng không tha cho ngươi đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.